Vâng, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh GK2 Tiểu Long Du Ký và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hiện tại trên tay thì Long đang cầm một Thiên Long Quyền rất là VIP anh em ạ. Rất là VIP, nói chung là VIP cũng tương đối là VIP nhất của Võ Lâm 2 đấy. Gọi như gần như là nhất bởi vì đây là đồ Uy Hổ Tướng Quân. Các bạn ơi, Uy Hổ Tướng Quân. Và đang BK một cái bạn nữa thì bạn ấy sợ chạy suốt vó rồi. Thì hôm nay thì chủ yếu review sơ sơ qua thôi. Bạn ấy dùng chân phái các bạn. Đấy, bạn ấy mới sút một phát là bạn ấy gần chết này. Thì hôm nay thì là chưa review vội anh ạ. Chưa đánh đấm vội bởi vì là Long mới cầm ác và bây giờ thì Long sắp sửa phải thoát ác rồi vì Long đang review và xem hộ chủ ác thôi. Và chủ ác hôm nay thì tiện thể là chưa thể cho các bạn biết được. Hiện tại thì ác này thì các bạn biết này. Full set kim xà 6 cộng giữ thành 12 trên 12 cộng 13. Tẩy rất là đẹp và ác này rất là nhiều money đấy các bạn. Thì thông tin tiết lộ thì Long sẽ cho các bạn vào video sau. Còn hôm nay chủ yếu là cho các bạn xem sách này, đây là sách tiến cấp này, 4 phong lục và 10 thành, 101% rất là cao các bạn ơi. 101%. Và đây là set Uy Hổ Tướng Quân và bạn đã ép đá này rất là ngon các bạn ơi, đá 6 đá 7 này. Đá 7 các bạn rất là ngon. Đây này, toàn đá cao này. Đá này thì là đá 5 này. Đá này thì đá 5 này. Và cái này thì đá 7 này. Đấy, bạo kích cộng thêm 24 này. Ác này đi chiến trường sút rất là phê. Và có lẽ là một hai ngày nữa thì Long sẽ cầm một cái ác này để mượn chủ ác đi review cho anh em xem. Và lỗi công của cái ác này 24k này. Đấy, 24k. Và vô cụ này. Vô cụ 910 này. Không biết là đang dùng hiệu băng mấy. Và đang sử dụng hiệu phá quân này. Đấy. Và cái này thì mai Long sẽ kiểm tra. Hôm nay chỉ kiểm tra sơ qua bên ngoài thôi. Và con bét thì là không thể chê vào đâu được. Phá địch chủ nhân 150 và điểm vô cụ cũng 150. Rất là VIP, phá địch 650 và vô cụ 916 này, rất là cao. Đang cưỡi trên con Bạch Hồ Bà Bảo, lăng ba vi bộ thì toàn tập 10 thành. Văn sức thì theo đúng hệ tiêu chuẩn kim, mộc, thủy, hỏa và thổ đều cộng 15 full hết các bạn ơi. Full hết luôn. Và tín vật thì là cấp 20 mắc ping luôn. Và ác này đang chưa búp là 357k máu, kinh không? 357k máu chưa búp các bạn. Và rất là ngon. Nói chung là không thể chê vào đều được. Lộ cứ tiêu hao của vô anh cước giảm một ô. Phá địch nguyên kim xét này hỗ trợ thì là phá địch 100 này. Đấy, anh em thấy chưa? Và kim xà 6 thì cũng hỗ trợ thêm điểm phá địch và vô cụ mỗi điểm thêm 50 điểm nữa này. Vô cụ 50, phá địch 50. Rất là ngon các bạn. Nói chung là rất là VIP. Và bây giờ thì mình sẽ đi tìm một đối thủ để chơi nào. Nga Mi Đàn thì tôi tạm thời không chơi với Nga Mi Đàn. Chơi với anh em nào khác, nào phái khác nào. Nga Mi Đàn hay làm choáng loạn là mình bây giờ là buổi tối thì đau hết cả đầu các bạn. Vâng, bây giờ là đa số anh em treo hết rồi. Không biết là có anh em nào on. Bạn này on ở dưới dạng BK này. Vì đây là server Thiên Long các bạn. Mới. Hôm nay mới sang nên không quen ai cả. Đâu xem nào. Một ngai mi kiếm. Đây bạn này này. Đây. Bọn Minh Giáo Trận Binh. Chơi được các bạn. Mai thì Long sẽ cầm cái ác này đi để đi niên server anh ạ. Đi niên server xem sao. Chưa cài hết chiêu. Vâng, mật tịch thì ép hơi ngượng tí. Mình không quen dùng mật tịch kiểu này. Đấy. Mật tịch kiểu này thì mình hơi ngượng. Đây là mật tịch rất là ngon anh em ơi. Mật tịch này là 101 này. 84% thôi, bắt buộc phải ép kiểu này rồi. Còn mật tịch búp này. Mật tịch búp là 98 này. Cái dòng trên thì 91 này đấy. Nói chung là cũng rất là ngon, thế là ok rồi.
Và arc này đam rất là cao, chưa búp này 18k, 19k và búp lên khoảng hai mươi mấy k. Nó rơi vào tầm 21k đam chưa búp. À 21k đam búp và lè tránh rất là cao này. À, nhưng mà được cái lội phòng rất là nhỏ này. Nhưng mà được cộng thêm cái bên này rất là cao này. K6 này. Ok, cảm ơn mọi người nha, cảm ơn anh em rất là nhiều. Có lẽ là bây giờ thì Long phải thoát ra để đi về ác chính, đi làm nhiệm vụ cho cái ác chính, bởi vì là bây giờ là muộn rồi, hôm nay làm rất là về muộn các bạn. Đây đây. Đây rồi. Rồi em cái ác này chắc là xuống phát ở trên cơ. Ôi. Chưa nhấc chân mà phát đã chết rồi các bạn ơi. Sức đam kinh khủng. Long chỉ cần vẩy vẩy một phát là chết luôn. Đấy, nếu mà so để cho mà cái ác bình thường mà đánh thì rất là vất vả. Ác này vẩy chân một phát là chết luôn. Mình trước khi vân vân ấy, mình chỉ cần vân vân một phát là đã thế ok rồi. Đấy các bạn không? Một ác rất là vip. À, các bạn có tiền mà đầu tư những ác này thì thôi rồi. Ác này có cả set búp này rất là ngon. Đấy, thiên kiêu lệnh này. Đồ đạc thì không thể nói rồi. Chắc chắn là rất là nhiều đồ quân công vì ác này ác tướng. Xem bao nhiêu điểm công trạng này. À, công trạng này 600k các bạn ơi. Ác này chắc chắn là được phong tướng thôi. Và bây giờ thì chúng ta xem điểm kinh mạch này. Điểm kinh mạch chuẩn của ác này này. Ồ, cái ác này đi giống kinh mạch giống của Long thật. Mặc dù Long không phải là tướng. Các bạn nhìn này. Đây ác của Long nhé. Rồi, đơ rồi. Đơ rồi, đơ rồi. Đây các bạn nhìn này. À, kinh mạch của Long thì là cũng theo hệ này. Đấy các bạn này. Long cũng úp giống của bạn ấy luôn. À, thử xem các bạn này. Bạn ấy lên tầng 6 này, lên tầng này mạch 6 này. Đấy. Cái này bạn chỉ lên 1 này, đấy. Lên 1 này, cái này bạn lên 3 thôi. Đấy còn dư rất là nhiều điểm này. Dư 75k khí nữa. Quả Long thì cũng đang dư định để cũng giống như này đây. Mặc dù Long không bị tướng nhưng mà Long rất thích hệ công kích. Quả Long mới tầng 6 đến đây thôi. Và dự định của Long là Long muốn ép đến đoạn tốc độ di chuyển tăng này đấy. Long đang dành chân khí để ép lên. Và ác của bạn thì bạn theo hệ tướng mà bạn ép về, xu hướng về công kích hết, có nghĩa là nội công tăng hết này. Và cái này này, tăng tốc độ vác này, đấy. Giới hạn vác lăng tăng này. Rồi ok, cảm ơn mọi người nhá. Có lẽ là Long đi làm nhiệm vụ cho ác của mình. Vâng, trở lại với ác cùi của mình thì hôm nay thì Long lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Ôi, hôm nay đốt, hôm nay pháo Long còn chưa đốt hết này. Tranh thủ đốt đó các bạn ạ. Long sẽ xóa vợ cái này đi. Bởi vì là quá nhiều đồ linh tinh. Hôm nay Long chưa làm nhiệm vụ ở Ninh Tám tí nào các bạn ơi. Phải lấy ít vàng ra làm cho nhanh vậy. Chứ bây giờ là lười lắm rồi. Đây 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 đây. Đây các bạn ơi. À, Thanh Thành Sơn à? Rồi ok, đến Thanh Thành Sơn. Thanh Thành Sơn. Đây các bạn ơi. Đấy, sút rất là khó khăn. Đam của mình có 13k mà của bạn kia là 18k các bạn. 18k. 18k cộng với vô cụ phá địch rất là cao.
Rồi ok, cảm ơn mọi người nhá, cảm ơn anh em rất là nhiều. Và hôm sau thì Long A sẽ review ác tiếp cho mọi người xem. Và bây giờ thì Long A tranh thủ làm nhiệm vụ cho cái ác Thế Lâm Quyền của mình. À, Long đang làm nhiệm vụ ở Ninh Tám các bạn. Bây giờ đây đây đây. Long phải làm nhiệm vụ thằng ngày. Cái này có nhiệm vụ thôi. Vì hôm nay là về muộn các bạn. Mê cung sa mạc. Đây mê cung sa mạc đây. Cái này thì tọa độ thì Long biết rồi. Bye bye mọi người nhá. Ok, bye bye.